Chúng ta sẽ có một cái con binaural rất là đẹp luôn, âm thanh cực kỳ hay. Thì chúng ta sẽ có một cái phần cảm ứng nè, mở ra thì cửa nó sẽ lùa qua như này. Và nó giống như con 2500 ha, có lúc chơi được cái phần CD cassette, âm thanh là tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ cho anh em nghe cái phần cassette trước. Sao không nói wow. Ra đi không một lời để buông ra tim tôi. Ai ngờ chim trời phố cánh cung bay, người đi để nhớ cho đời. Mời anh em nghe CD nè.